Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay hãy cùng Quý đi tìm hiểu một chiếc nồi cơm Tiger được nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật Bản. Với model 1 lít thì phù hợp cho gia đình từ 2 đến 4 thành viên và model 1,8 lít phù hợp cho gia đình từ 4 đến 6 thành viên. Ngay sau đây hãy cùng Quý đi tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này nhé. Với thiết kế nhỏ gọn, đồng thời có quay sách vô cùng tiện lợi, nút ấn mở tự động dễ dàng, sản phẩm đã được phân phối tại Điện Máy Quang Hạnh với mức giá vô cùng ưu đãi kèm theo gói bảo hành chính hãng lên tới là 12 tháng. Các bạn có nhu cầu đặt mua sản phẩm vui lòng liên hệ trang web dienmayquanghanh.com hoặc truy cập vào đường link bên dưới phần mô tả. Các bạn thấy video này hữu ích thì hãy cho Quý một like hoặc một subscribe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.